Tử Đề Tam Đức Tôn Thần Hoàng Tử Vương Quan Phương Thi Diện Mạo Đoan Sang Khác Thường.
sông người ban tích nga mây. Oanh ra xuất thanh nga nhập thân, lùi xa miên đức lùi gần kiếp ma. Sư cô Quế cô Quỳnh, các thanh đồng đạo quan, đồng đền đồng điện giả ma tín quái không trực cửa anh em ta nhỉ. Thế mà ta ban khen cho nhà nào ta cho lộc đấy, nhà nào ta cho phúc đấy nhỉ. Giáp bạc bảo phen nhuộm đỏ sông pha trăm trần giả không giả tay cứu nước trường cơn nguy biên. Tiếng yên đế ngàn vơi lui sông. Trịnh Giang biên danh ngân sở bắc, ánh nguyệt hồng soi rạng người là con vua thủy quốc Đông Đình, đệ tam thái tử giáng sinh như đền sông. Đức gồm vẻ đều thúc dung hòa mạng, bẩm sinh thần thần tứ chất long nghe mời hãy tiến đệ tam phi vương diệt bảo đoạn chặt chặt thăng dầu dực thăng dầu dực ôi thiên đình thị phu dân làm mình quy đồ bốn năm phương quy người xa chấp sinh kỳ cương cầm cân lấy bực sửa sang cõi đời chấn mong ai cầm quyền thầy chúa phép màu con tối thu anh ninh
nành truyền khoảng bộ chương binh thỉnh tề đại pháp nên trời biển chân vang. Mái thuyền lan, mái thuyền lan nổi dòng xích bích, mùa quân chèo du lịch bốn năm phương, có phép tuần cứu sông thương trở về tỉnh Bắc quá xa sông lần đầu. Thuyền rồng dăm mái dẻo bơi, xích đình đăng tuân lành đôi lời đi về. Chấn răng khế nên càng xúc biệt, đánh răng từ quý điện đền thờ có tám tiếng hai vàng lọc lọc môn hồ phục thành bàn. Hoa tức thì pha lô đại điện cam dâng nước về tòa thì quốc mộ thi có phen ngài lấy ngọc lưu ly đùng 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 sông nước phép thời không ai đã. Qua đại giáng quan qua đại giáng sông thao sông kéo quân về ngài đông ba tránh nghi vui sướng âm vũ đọc bản chất chơi bời. Có phen lại, có phen lại về nơi thủy phủ sông cơn đài y mũ vào tàu bắt bắt mà đồng tử theo hầu vào tàu chúa thượng già mau mau buông có phen rơi lan lâu bắc điền trở ra về ngài rơi xuống tuyên quang sao miền thác cái gành con khi rơi sông hát khi sang mà ta sao thần thơ, sao thần thơ tản viên chế tam đạo truyền chi quân mai thảo tư phong nghe tiếng chân kêu cờ phật chống chống sông thuyền sau bè chết giữa dòng quan anh đấy. Lỗ thanh hoàng dâm nổi nghỉ sư man triều đình văn văn võ bá quan xài lên đón rước vương quan đi về sông. Trên các lầu, trên các lầu thương ngâm phu bình bình ngự ai bằng thắng đòi hoàng từ phương quang vì
giờ lâu văn phiền là nhân thư ký sai lên ông cứu trợ dân gian. Một tay thái tử đệ tam cứu sinh cung long đồ an dân cung nhiều. Việt sử chép đến mảnh vang thăng tích nghi thường làm đảm được đích trung quân thần. Tiệc ngày tháng sáu hạ tuần hòa trực trường làm bắt buôn dân con đảo cầu. Phản ứng siêu sinh cho loạn thanh giá hồi sắc sông ban phong trói trói sắc sông tôn quan đệ tử hùng dậy pha. Chuyện nhang đã bút phê gai cả phiền chữ tướng táo hộ chỉ đã say binh của binh thủy hữu say binh đầu xa uy ngầm hoàng kỳ chẳng thứ âm phương dòng nhang thay quanh thập cờ diệu quang miên chiếu từ trung năng
cung dặn tình phục hoàng gần 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 chưa kịp chữ văn sứ dâng lên thương lai văn sứ dâng lên ngài về tông đôi xếp biên giò đường thì giò đôi dưỡng dưỡng sinh chưa vừa chưa quý ngang đinh thọ trường về cho giúp mạnh đôi đường quan lớn tuần xanh
thiên vẫn có tôi hàng thiên binh vạn mã hàng ngà kéo ra lệnh truyền tiếp đời toàn cơ thiên đội vạn cơ lệnh truyền tiếp đội toàn cơ quan nước bây giờ chắc chắn rằng mình trước người soi xét thiên định văn sứ dựng lên tương lai văn sứ dựng lên ngài về tông đô xếp biên sò đường về sò đôi xuống giường dình sư phụ sư quý khang đinh thọc giường về sò vững mạnh khang cường đẹp an xã tắc đẹp an nước đẹp an xã tắc đẹp an nước hạt xanh nga đã nuốt mười hai cửa bể sông chiều sông kiếm lệnh quan xuyên kiếm chỉnh ba quân một lòng ma vì nước nga vì dân dẹp an cửa về đánh quân bạo cường tình à quang hay nói sống à tiên sống muốn dân ghi nhớ quan tuần tuần tài tao cho thủ nhang nhà họ Nguyễn được giỏi tay phủ được cao tay lạo để kêu được thấu để tấu được nộp để cứu người khổ để độ được người mê để khách phủ tìm sang khách nàng tìm tới không con nhang nàng để tự thì cứ ta chứng tâm bàn khen cho pháp văn pháp sự Quỳnh Quế đôi bên các thanh đồng đạo quan đồng đền đồng điện giả na tín vãi dân hôn bản hạ không trực cửa quan nhỉ nhà
con anh ta cho nhà nào được phục đấy, nhà nào con anh ta cho phục đấy nhỉ. Sống trách ơi bên sông đó nước còn động trời bên quyền bắc quý đường nguy
chờ tù ký hoang trang. Tôn quan quần ngày hiền hách nguy quang, ra tay tế độ trần gian con đường. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quan gia đi mặt mặt đi sáng nắng nghi diện đi lo tươi tốt nghi thân xanh rực rỡ phấn nghi hồng nghi tô điểm mò ra ơi à mùa trên đỉnh đỉnh núi cất người hằng nga tang tình 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 châu múa lại ca để bay dọc dòng sáng đi ê a tiếng mưa người thương độ trì tay dân nhạc để có thể đi đi à à à dân nhạc lê mô mơ tòa tiêu tiêu nhà nhạc hát ca vang lừng cát nhật được thời số lăn ra về đây đi à à lục cung hoang ngân la ai vốn dòng sơn xa tình tình ai mang sức mang dáng che mang nước cơm ăn xa đôi nhiều phen dung ai đi đi à
rời bồ tươi xa, chỉ mét bay dập trời, hòa mình song lắng bơi, dô cao sườn đồi, ngàn con suối reo vui bước qua chân đồi là hoa thắm tươi, chim oanh hót bao giờ mà cất tiếng ca ba. Lên ngàn ái quả ái hoa, đi lên ngàn ái quả ái hoa. Cô ba là đất xẻ ra là trời, cô ba là đất xẻ ra là trời. Tôi bay tiên ái quả bên đồi kia. Bạn ba, người ấp đi ra thay, bạn cho đồng tiền tốt đồ phầy. Bạn cho tiền tốt đồ phầy, mong đồng cho nóng về đây cho nhiều. Bạn cho đồng dài kết sang nhiều, bổng lộc lắm nói cho nhiều hơn năm xưa. Thành đồng còn nhà khói ba mươi mười một mười đi ngày dặm ba mươi mười bốn ngày dặm mười tư tới đâu cờ đòn hoa xào dù về bách điều sớm chiều ca ba. Bác sừng bà đem cho sắp họ dồ sang đời đời đem cho sắp họ đời đời dồ sang. Hội đồng bơ phủ thiên quân đề tam sâu thoại khách danh phạm dân sơ loạn giá. Vâng nhật nguyệt đêm ngày soi tỏ chu thác ở rực rỡ càn khôn. Thank you.
mình tôi đôi mắt phượng hoa cài châm rắc vầng trăng xinh vẻ mặt càng tươi môi son như đóa hoa cười đi thank you.
xa, nghe xa xa thèm môi người mèo thổi. Xích lại gần người mát nó bao nhau. Xuân sang cầm cách hoa đào, ai đi lễ mẫu Hòa Bình Sơn Trà. Xuôi rút kim mơ bôi hòa bình, núi ngũ nhạc rừng xanh mở lối, qua lưng sơn thẳng tới dốc cuôn non cao cuốn khúc dằm sương y. Non cao cuốn khúc dằm trường, dần dần cứ vắng vắng vẻ người xóm mi là chờ gò mõ nghi gà rừng cục tác vườn rũ con thao thức cành thâu chim công người múa quạt bê sân núi nhà sàn mây lớn cầu thang mây nhẹ gót rung rung dinh dinh tắt tắt kè dòng bằng ta cầm tay tay tí xe loạn thay ra hồi cùng khâm sai đệ tử tùy tòng siêu dung công xuống ngược lông ở cứu dân hồi cùng sơn lâm sâu thổ ngắm cảnh rừng rừng thác đổ suối dèo xe loan ra hồi cung sắc phong bế lục cung lương lốt dòng lệnh tổng sầu bà sinh ở dịp non